Cái này bao của Lôi mua cho Lôi. Anh em đây này, đây này, đây này, đây này, con giáp này, đó nè. Đi ăn đám cưới nhảy nhảy quăng súng là hùng ca ca đấy. Bán xong xe Tết là đi quay video rồi đấy, đấy quay này, đứng quay phải không? Phải con giáp đứng quay đó. Hùng ca ca đang mà. À đi, đấy, đấy, đấy. Đấy, anh đứng riêng rồi. Nick của chị á? Đâu? Phải không chị? Đây. Ờ, hình như đúng rồi đấy. Đúng rồi, đúng này, đúng này. Đúng rồi. Rồi, đây nick của chị đó. Đây, công giáo này. Sời. Sời. Đấy, sời. Đi đám cưới ở quê này. Nhưng mà ở bên này... Ai nhảy đây? Sao nhìn cũng á hoài ấy, DJ. Đấy. Ờ... Nay bán được 500 set là đi nhảy đầm rồi. Đi nhảy đầm ở đám cưới ở quê rồi mọi người nhá. Chưa phải 7 mưu kế rồi. Ngày mai làm sao mà like? Bây giờ phải like lên mười mấy nghìn bạn xem ấy thì đơn nó mới nhảy. Tầm này là tất cả các anh chị em mua hết rồi.